Chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái công đoạn mà em này cho khoảng 1.000 con cá đi thi ăn trong vòng một nước nhạt luôn. Quay không kịp luôn. Trong đây là cái đồ đựng trùng chỉ á, rồi bỏ vô đó sẽ lắc lên và mỗi hũ trong đây sẽ là có một con đi thi. Anh quay mà anh thấy không kịp luôn á, đúng là chuyên nghiệp thiệt chứ. Nói chung cho ăn kiểu này rất là lẹ mà nó tiện đúng không mọi người, nó đều cá nữa, là mỗi con đều có một cái lượng trùng nó cũng ngang nhau ha. Rồi mới đây mà quay qua quay lại xong hết giải rồi. Cái này mỗi ngày cho ăn mấy lần cưng? Ngày một lần ha, chuyên nghiệp quá ha. Có nào xịt về mà lỡ có ô nào đó quên xịt vô không? Có. Nhưng mà biết là cũng quen tay đúng không? Anh thấy hộp nào cũng có hết nè. Mọi người thấy con cá nó đang ăn nè. Một giải này cưng đang cho ăn là khoảng bao nhiêu con ạ? Nguyên giải vậy nè. Rồi trong vòng 1 phút 30 giây luôn nha mọi người, xong một giải. Rồi thì mình cũng đã mới đếm sơ sơ qua cho một giải này là 500 hũ cho ăn trong vòng 1 phút 30 giây luôn nha mọi người. Nói chung cách này cho ăn rất là tiện. Đây là cái bình để mình sẽ bỏ trùng chỉ vô đây ha. Cái mình sẽ bơm miếng nước vô đây, mình lắc cho nó đều lên, cái bắt đầu cái mình xịt vô trong mấy cái hũ này nè. Chứ còn có một số người ta nuôi cát á, người ta sẽ bỏ vô một cái thau, người ta mỗi người có khi người ta lấy cây nhíp này gấp vô. Nếu mà 500 hũ này mà gấp bằng cây nhíp chắc cũng tới trưa. Cho nên này, ví dụ người ta nuôi lâu dài, người ta sẽ tự động sáng tạo ra cái cách cho ăn. Đây là cái hũ, cái này mình thay nước cũng rất là dễ nữa. Mỗi lần mình muốn thay nước cái mình sẽ bơm nước mới vô đây thì cái nước cũ nó sẽ tràn ra ngoài đây mọi người. Thì con cá thứ nhất nó sẽ có nước mới và trong đây nó sẽ giữ lại một phần nước cũ ha. Thì con cá của mình thứ nhất là nó sẽ mau phát triển và nó sẽ không bị sốc nước. Ở đây anh này anh nuôi rất là nhiều luôn, ít nhất là một ô về là khoảng 500 con. Thì 5, 10, 15 dưới kia nó khoảng 20, khoảng 2 hoặc 3 ngàn con á, rất là nhiều luôn. Nếu mà tính ra 3.000 con thì cho ăn trong vòng chỉ 6 phút 7 phút là xong, rất là lẹ luôn.